Rồi, xin chào anh em nhé. À, và đến hôm nay chúng ta cũng cần phải học hỏi rất nhiều từ tất cả anh em. À, nói đơn giản thì người ta chỉ là một cái cơ khí mà thôi, nhưng mà cơ khí thì đã làm thợ thì chúng ta cũng cần phải gì, cho dù tất cả những cái món phụ tùng thay thế chúng ta có bỏ đi chăng nữa, nhưng ở đây cái vấn đề là để chúng tôi chia sẻ với anh em là bằng cái kỹ thuật cao, có nghĩa đồ bỏ đi thì chúng ta cũng phải lấy ra còn nguyên vẹn. Khi chúng ta càng lấy khoa học bao nhiêu thì cái vấn đề gì, cái đề kỹ thuật của các bạn lại càng cao, và cái thời gian để chúng ta làm việc đó rất là nhanh. Thì trên tay tôi hiện nay là một cái buli. Thì trên đây là cái ưu điểm của những dòng Sega đấy, thì đa phần 99% khi đi có tầm từ 15.000 cho đến 18.000 km thì trên cái bi 6902 này, khách hàng có thể là mình lui cái xe hoặc quay cái bánh xe, mà khi chúng ta đặt cái buli lên thì đó là cái tiếng kêu rất là khó chịu, là rộc rộc hoặc là sao sao, là lý do ở cái mặt bạn này thì anh em đã biết rất nhiều. Nhưng ở đây quan trọng là mình cũng chỉ là một người thợ giống như tất cả các anh em, nhưng đối với mình thì mình cũng muốn để học hỏi các bạn rất nhiều, cực kỳ rất nhiều, để làm gì, để cho mình những cái bản thân của mình còn eo hẹp về trí tuệ, eo hẹp về cách làm khoa học, thì có thể nhờ các anh em hướng dẫn và các anh em chia sẻ tiếp theo để chúng ta mỗi một ngày hoàn thiện hơn cho bản thân. Thì trên đây thì những cái dòng xe thì đặc biệt đó, như mình rất chú trọng vào gì, khi chúng ta thay thế một cái món phụ tùng cho khách hàng cũng vậy thôi. Trên đây là một cái pulley thì chúng tôi đã tháo từ cái xe lít ra, thì trên đây á, mà trên mặt cái bi đũa đây thì nó có chữ chạy là chạy là, thì tôi cũng thay thế, thì hiện nay tôi cũng đương nhập và phải chứng minh cho khách hàng thì đúng những cái phụ tùng chúng ta vừa tháo trên xe, và chúng ta cần phải thay thế đúng chủng loại. Ở đây có nghĩa mình đương cùng với các anh em để làm gì, cách chúng ta mở và thay thế một cái bi đũa này thôi, nó phải chuẩn nhanh. Nhưng quan trọng nhất là gì, chúng ta phải gỡ cái bi đũa này với cả cái vòng bi 6902 là không được hư hỏng. Còn chuyện nếu hư hỏng thì bất kể ai cũng có thể làm được, nhưng chưa chắc. Khi các anh em làm nhanh để làm cái vấn đề để cho nó nhanh á, cho dù móp cũng không thể là nhanh được. Trong một cái cách chúng ta làm phải có tính toán trọn vẹn, đúng logic thì lúc đấy các bạn làm mới nhanh được. Thì đầu tiên tôi chuẩn bị thì trên đây là tôi đang chuẩn bị theo một cái cách nó làm phù hợp với tất cả anh em thợ. Thì trên đây là một cái đầu lối thôi, thì cái này thì anh em đã quá quen thuộc, một đầu lối bắn súng đời thường, có nghĩa là tôi không cần phải là kỹ thuật cao để chia sẻ cho anh em, mà tôi chỉ cần là những cái vật dụng hàng ngày các anh em đương giờ nắm dùng để gì, dùng để mở những con ốc. Thì đây là một cái đầu lối một, và tôi dùng một cái đầu tiếp, thì cái đầu tiếp này là đầu tiếp 39, thì các anh em tiệm nào cũng có. Thiết thực là gì, đến với anh em đó là phải cần phải chính xác, cần phải theo với vấn đề mức độ tiệm cửa hàng của anh em đường có sẵn. Đếm gì, cái đầu tiếp này khi chúng ta quay ụp xuống là chúng ta đặt nó lại lên trên cái body này. Tôi cũng chỉ lấy bằng những cái đời thường thôi, có thể nó sụp dịch kệ nó, nhưng quan trọng tôi chia sẻ với tất cả anh em bằng cái gì, bằng những cái kinh nghiệm của người thợ giống như các bạn, chứ tôi không phải là nói chia sẻ với anh em bằng cách sâu xa, bằng cách này cách kia, không có. Có nghĩa là lấy chính vật dụng, những cái đồ nghề của chính các anh em đương làm mới mang được cái tầm giá trị của nó. Tiếp theo thì đấy là một cái số thứ hai. Thứ ba là chúng ta cần một cái kìm gấp phe. Tại sao cái kìm gấp phe trên thị trường á, thì hiện nay thì nó cũng rất là dở, là có nghĩa là chúng ta khi chọc vô trong này cũng rất là khó khăn. Nên là anh em hãy cố gắng mua những cái kìm gấp phe nhỏ trên thị trường, và hiện nay đặc biệt là trên những cái trang mạng đường bán rất là nhiều, nên là anh em sẽ có những cái thiết bị đó, nó sẽ là ok hơn, các bạn sẽ làm một cách chuyên nghiệp hơn. Thứ tư nữa là tôi cần một cái vít, tôi vít dẹp gọi là hai cạnh của anh em đương hàng làm hàng ngày, những cái vấn đề nào đó, những cái dụng cụ nào đó để chúng ta thiết thực để chúng ta làm, thì tôi cũng muốn chia sẻ cho anh em rõ luôn, vì tôi cũng là một người thợ giống như các bạn mà thôi. Và thứ năm là chúng ta dùng đến một cây búa.
Và hiện nay tôi nói với các anh em là tôi đương làm ở trên cái bàn, nên là cái sự mà vững chắc nó không bằng ở chúng ta làm ở trên một cái bàn chuyên nghiệp, hoặc là chúng ta đặt ở dưới đất giống như cái ngành nghề tiện của chúng ta. Tôi dùng một cái búa. Khi chúng ta đã gỡ được phe thì chúng ta sẽ dùng búa này để chúng ta đóng và chúng ta đẩy cái bi. Nhưng quan trọng cái bi đũa đấy gỡ ra là phải còn nguyên vẹn nha anh em. Lưu ý với tôi, thực tôi cần phải gì? Tôi rất là hay chứng minh cho khách hàng bằng cách tôi làm khoa học. Thì giống như tôi đã chia sẻ với các bạn tầm 3 năm về trước về cái khoan dung bê tông. Nhưng mà nhiều anh em đã, hiện nay cũng khá nhiều anh em chưa có đọc hết trong cái cách để tôi chia sẻ. Khi chúng ta muốn để lấy cái bố bạc càng, hoặc là chúng ta lấy một cái gấp một cái bánh xe ra cho nhanh nhất và hiệu quả. Và thứ hai nữa là gì? Chúng ta dung ở trên cái chân trống đứng, hoặc là trên cái bộ hơi mà kẹt cứng bó cứng ở những cái cây đũa làm bên dưới cùng. Nhiều anh em lào cắt lào đục. Các bạn thấy không? Ai cũng nói là làm cách nhanh. Thì tôi cũng nói rõ rồi. Thì 10 cây thì 100 cây chân trống đứng thì cũng phải ít nhất phải có bị một cây bị chứ. Là có thể là các bạn không làm đúng theo cái cách sẽ không ra. Còn đối với tôi, bữa là tôi sẽ phải quay một cái video, cây nào cứng nhất tôi sẽ dùng cái bụng súng đó, một cái khoan bê tông đó, gãy cái cốt luôn để cho các bạn thấy luôn. Và tiếp theo nữa là tôi sẽ dùng thêm một cái kìm. Anh em nào sẽ chia sẻ nha, để có thể anh em sẽ tư vấn cho tôi để làm cách khoa học hơn. Ở đây có nghĩa chúng ta đừng làm nghề mà, chúng ta đừng làm nghề cơ khí sửa chữa. Hôm nay tôi đừng chia sẻ với các bạn bằng gì? Bằng nghề cơ khí chứ không phải là trên điện tử. Nên là tất cả anh em coi ở đây thì các bạn cũng đã có cho tôi một đôi chút về ý kiến, đôi chút về cách khoa học. Tôi cũng vẫn làm sai chứ làm sao mà làm chuẩn được anh em ạ. Nên là nhờ tất cả các anh em, nhưng ngày hôm qua tôi đã hỗ trợ rất nhiều bàn bệnh, nhưng mà nhờ hỗ trợ các anh em và tôi đã hiểu ra được rất là nhiều vấn đề và học được rất nhiều các anh em ở trên các tỉnh thành. Mỗi một bàn bệnh đều khác nhau, nhưng khía cạnh ở đây có nghĩa là gì? Tôi là một người hỗ trợ cho tất cả anh em, và tôi cũng là một người học được anh em rất là nhiều. Vì học được gì? Vùng miền thì mỗi vùng miền nó sẽ khác nhau về cái khí hậu, thì cái xe đó, những chứng bệnh đó nó sẽ thuộc theo vùng miền đó. Ví dụ những cái đường dây điện chẳng hạn, nó bị ở trong vùng biển chẳng hạn, nó oxy hóa. Nếu chúng ta cứ làm theo cách ở tại Sài Gòn thì chúng ta cũng không làm được, chúng ta làm theo cách ở trên Đà Lạt cũng không thể làm được. Đấy là mang tính chất học hỏi các anh em rất nhiều. Anh em nào đã chia sẻ thì bấm ô tô, bấm giúp tôi chia sẻ. Và cái điều đặc biệt thì hiện nay khá nhiều anh em, cực kỳ là khá nhiều mà tôi đã thấy rất là nhiều anh em đi mua những cái mỡ bò, khi chúng ta đặc biệt vào trong những cái body. Thì với mức độ ở chỗ tiệm của tôi sẽ rất là chú trọng vào những cái mỡ bò, nó phải là giá trị, không phải là giá trị cao về giá trị mệnh tên, mà quan trọng là cái mỡ bò đó có phù hợp với mức độ trên cái body, những cái sử dụng nhiệt nó quá lớn. Vì sao? Vì anh em đương sử dụng một cái mỡ bò, gọi là cái mỡ đó, nó chịu nhiệt không cao. Anh em gắn ok hoàn thiện hết rồi, các bạn cho một cái mỡ bò chịu nhiệt chỉ được có 100 độ C thôi, đến trên 100 độ C, thì khi nhiệt độ đang cao thì cái mỡ này nó chảy ra, nó thành nước. Thì khi mà nó chảy ra thành nước, nó văng lên trên cái mặt bố, văng lên trên cái mặt bố thì sẽ gì? Sinh ra tình trạng trượt cơn. Nên với bản thân tôi, tại sao không phải là chúng ta vì nhiều tiền, nhưng mà chúng ta ở đây phải gì? Cần thay thế hoặc là cho những cái mỡ bò vào đúng những tính năng nào trên xe đạt được hiệu quả. Khi chúng ta chạy vận tốc hoặc là chúng ta chạy ra nhiệt cao thì mỡ bò đấy cũng không thể chảy được, thì mới được gọi là điều quan trọng. Thì tôi đã sử dụng cái mỡ bò của Mobi. Thì đây là anh em nhìn thấy rõ này, mỡ bò Mobi này anh em chạy nhiệt nóng đi chăng nữa không thể nào ra được, không thể chảy được. Rồi, xin chào toàn thể anh em. Với mình thì chủ yếu là mình chia sẻ bằng cái cách để anh em làm việc nó tốt hơn, chứ tôi cũng chẳng có xin gì các anh em về mọi cái, gọi là các anh em chia sẻ tôi được cái gì, trả được cái gì anh em ạ. Nên là tôi nhìn thấy ở cái khía cạnh rất nhiều anh em trên cả nước, có những anh em rất là khó khăn về trong một cái sửa chữa một cái xe thôi, kéo dài rất nhiều. Nên tôi cũng trong hoàn cảnh của tôi cũng giống như các anh em hiện nay, vì tôi cũng bị nằm ở tầm 7-8 năm về trước. Cái lúc đó là tôi cũng bị trong trường hợp không thể sửa chữa được mà cũng không có ai hỗ trợ. Nên là lúc đấy tôi có những cái xe tôi phải bỏ qua. Có nghĩa là bỏ qua là gì? Giao lại cho khách hàng, vì mình có làm được đâu. Và từ chỗ đấy tôi đã mất đi khách hàng. Và đến bây giờ tôi nhìn thấy
nhìn nhận có những anh em nhắn tin đến, có những anh em chia sẻ trên mạng, và tôi đã gọi điện trực tiếp đến và hỗ trợ cho anh em cái ban bệnh đó. Tuy có thể không thành công nhưng tôi cũng học được giá trị của anh em rất nhiều. Rồi, bước đầu tiên thì trên một bully tôi sẽ phải thay thế một cái bạc đạn đố và một cái bạc đạn 6902. Thì đầu tiên thì các bạn cần làm gì? Đó là anh em thì đều toàn bộ là gỡ cái chụp ở ngoài. Thì chúng ta cần phải một cái vít dẹp. Thì ở đây chỉ là một cái cơ khí đơn thuần, và các bạn hàng đang làm hàng ngày rất nhiều nhưng mà vẫn còn nhiều anh em cũng chưa thể làm một cái cách chuyên nghiệp được. Ở đây mình không phải là chê thì anh em, nhưng cái cách làm chúng ta cần học hỏi, bản thân tôi cũng được học hỏi các anh em, và chúng ta đi đến mỗi một ngày hoàn thiện hơn. Với mức độ khi chúng tôi không phải là khi chia sẻ với anh em nó còn cập nhật về tất cả mọi cái như anh em đã thấy rồi. Chúng ta đương trực tiếp ở live stream cùng các anh em, câu nói cũng đi khập khiễng chứ đâu phải là câu nói được trơn tru được mà được chuẩn bị sẵn. Đúng không anh em? Không phải ai ai cũng có thể là trực tiếp mà nói được trơn tru được. Nên là cũng có đôi phần khi chúng tôi nói ra có những lúc để làm không hài lòng được các anh em. Nên là các anh em hãy hết sức thông cảm. Nhưng vì ở đây là gì? Vì cái tâm tôi muốn đưa đến chia sẻ với anh em trên cuộc sống, trên ngành nghề, để mỗi một ngày giảm bớt được những cái công việc và cái cách làm của chúng ta đi đến khoa học hơn. Đây là đầu tiên, đấy là một cái vít dẹp. Thì chúng ta trong cái thời điểm để chúng ta cậy cái chụp ở ngoài để bao bọc, thứ nhất là ba viên bi đũa bên trong, thì đầu tiên thì chúng ta cần phải cậy vào trong cái mép để chúng ta đưa lên. Đấy là chúng ta đưa một phần của cái chụp ra. Thì nhiệm vụ của cái vít ba ke, vít dẹp này, gọi vít hai cạnh, trong Sài Gòn thì gọi là vít dẹp, đó là xong nhiệm vụ nó. Tiếp theo thì chúng ta dùng đến cái kềm. Vì sao? Vì một người thợ chuyên nghiệp khi chúng ta làm bất kể một việc gì đó là cái đồ của chúng ta mang ra nó phù hợp vào cái công việc của chính chúng ta đừng làm. Có nghĩa là vừa đủ, không dư. Với mức độ tôi cũng phải làm y chang vậy, kể cả tôi mở một bánh xe của vậy thôi. Nên là tôi cũng chỉ chia sẻ cho các bạn chính xác. Đáng nhẽ ra cái tiệm của tôi phải cần có cái kìm mỏ nhọn, nhưng mà hôm nay là cái kìm mỏ chuột á. Nhưng mà hôm nay nó lại không kiếm ra thì tôi cũng vẫn lấy. À, có thể tôi lấy thêm cái nhíp này cũng được. Thì cái kìm này để gì? Để chúng ta lấy cái viên bi này ra. À, đây anh em nhìn thấy rõ nhé. Với mức độ anh em đừng có nghĩ là một cái bully này hàng ngày tôi lấy mà. Nhưng không phải anh em nhé. Tuy rằng một ngày hàng ngày các anh em đương làm nhưng chưa chắc đã có tính hiệu quả về kỹ thuật. Đó mới gọi là mang tính chất cao nhất của người thợ sửa chữa xe máy hiện nay. Làm sao mà các bạn đưa cho khách hàng? Vì sao mà tôi hay làm một cái cách chứng minh tại sao cái dung khoan bê tông, tại sao tôi lấy, có khách hàng tôi lấy 150.000, có khách hàng tôi lấy 200.000. Có nghĩa ở đây các bạn đừng nghĩ rằng là tôi đưa ra cái khoan mà rung như vậy mà lấy 200.000 bảo chặt chém. Anh em quên đi một điều, đừng bao giờ suy nghĩ vậy. Tôi muốn khách hàng ngồi đó để gì? Để tôi làm một cách khoa học bằng trí tuệ một người thợ sửa chữa xe máy, chứ không đơn thuần là chúng ta đục đập để hư hỏng đến trên cái xe. Giá trị khi tôi mỗi lần tôi làm á, khi 200.000 đến 150.000, khách cần bo tiền cho tôi. Vì sao? Vì họ nói là không ở đâu có cách làm mà tại sao anh suy nghĩ vậy. Một cách khoa học mà người ta cần ngỡ ngàng, ở đấy là cái giá trị của nó như vậy đó. Nên là anh em hãy đừng có suy nghĩ, khi chúng ta đã nghĩ ra được những gì, những thiết bị gì, dụng cụ gì để áp dụng vào trong nghề sửa chữa xe máy của bạn, các bạn phải gì? Chứng minh ngay cho khách hàng và bắt khách hàng ngồi đó để chúng ta làm, để cho họ nhìn thấy. Nếu các bạn sợ ngại ngùng thì khó có thể các bạn đi đến thành công. Vì sao? Vì các bạn sợ ngại ngùng thì cái giá trị các bạn lấy tiền của khách hàng không cao. Còn với tôi phải cần để cho khách hàng nhìn thấy thực tế khi tôi đang làm việc, thì cái giá trị của tôi lấy tiền của khách hàng rất cao. Và nhiều khi họ cần phải bo tiền cho tôi. Vì đây, trên đây là chúng ta sẽ gỡ thao tác để lấy cái viên bi. Tuy rằng là một cái công việc hàng ngày của các anh em đương làm, nhưng mà đâu phải đơn thuần ai ai cũng có thể làm một cái cách
mỗi một người cách khác nhau. Tôi cũng vẫn học của các anh em rất là nhiều, nhưng chúng ta cần phải học gì? Một cách khoa học nhất. Khi chúng ta đã lấy được 3 viên bi, 3 viên đạn bên trong bộ ly, thì bước tiếp theo là chúng ta rút rắc, rút cái bát này ra, bộ ly động ra. Chỉ là một đơn thuần là một người thợ thôi, nhưng cái quan trọng, cái giá trị của chúng ta là gì? Giá trị chúng ta lấy những cái phụ tùng, lấy những cái thiết bị để chúng ta thay thế, cần phải chuẩn. Còn kết quả, cái kết quả thì cuối cùng là gì? Kết quả cuối cùng là chúng ta lấy và thay thế, nhưng cần phải gì? Nhanh và hiệu quả. Tiếp theo thì trên đây buổi cũng tối quá, đần thì chúng ta mới dùng đến cái kìm cắp phe. Chúng ta cùng khỏi cần phải cái cáo này ra trước của cái body làm chi? Bạc đoạn đũa không cần. Có nghĩa thì có nhiều anh em biết, nhưng lại nhiều anh em lại không chia sẻ. Đấy là một cái điều rất là khó khăn với tất cả anh em hiện nay. Thì trong này nó sẽ có một cái phe đặt đũa nha anh em. Cái phe thì chúng ta sẽ gỡ ra để tự do. Đây nha anh em, đây. Và tôi sẽ phải bấm cái. Đây anh em nhìn thấy cái phe chưa? Tôi đã rút được cái phe. Nhưng mới mức độ cái phe này của các bạn cần phải dùng đến những cái kìm nó đúng của nó nhé. Đúng xịn của nó, đúng không phải là xịn mà quan trọng là nó đưa lọt vào bên trong. Đó mới gọi là cái điều quan trọng nha anh em. Đây, cái phe tôi đã đưa lên được. Những việc đời thường chưa chắc anh em đã làm được tốt nhất, nên là các bạn hãy gì, cần học là cần phải học được nhiều hơn. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng chưa làm cần làm gì cả, chúng ta đã gỡ được cái phe ra khỏi cái trên cạnh rãnh bên trong của poly, và chúng ta sẽ dùng đến đầu tiếp. Đây là cái đầu tiếp lối chúng ta đóng. Khi chúng ta đã đóng được ở điểm này thì các bạn mới dùng đến gì? Cái đầu chụp. Vì tôi đương làm trên bàn nên là nó cái sự vững chắc không có. Một đời thường nhưng chưa chắc anh em ở đây, những anh em đương làm cũng điều đấy, nhưng chưa chắc anh em nào chia sẻ cho nhau. Và chúng ta cần làm một cái đầu chụp đấy là gì? Nó vừa vặn với cái bên trên cái đấy. Tôi đương làm đời thường là những cái dụng cụ của các bạn đương có sẵn trong cơ sở. Và tiếp theo là chúng ta dùng đến cái đầu tiếp, thì chúng ta chỉ cần đóng ra, nhưng mà cái này nó hơi nặng. Vì sao? Vì các bạn đặt đũa nằm bên trong. Với mức độ chúng ta chỉ cần, chẳng qua trên bàn này chúng ta phải đóng đến 3 lần. Thì đây anh em nhìn rõ, và tôi sẽ dùng đến mỡ bò nhé. Tôi dùng bằng tất cả những thiết bị để chùi sạch sẽ cho tất cả anh em xem có bị hư hỏng không. Chúng tôi cũng không cần phải cái cáo. Đây là cái bi chúng tôi đã lấy sẵn ra. Đây là bi zin, vì hiện nay tôi cũng phải thay bi zin chính cho khách hàng. Rồi, một. Và thứ hai là tôi lấy được cái phe ra. Đây anh em nhìn thấy rõ này. Tôi phải cho thấp xuống tí xíu. Nên là các bạn ạ, có những cái điều tuy chúng ta cứ nghĩ là đơn giản đơn thuần, anh em nào hôm nào cũng phải làm đến cái thay cái bạc đạn dế và cái bạc đạn 6902, thì anh em nào cũng nói là rất là đơn giản, kiểu gì chả làm chả được, đúng. Nhưng với mức độ để tôi cùng chia sẻ với các anh em cần phải chuẩn chu. Đây anh em mà kêu sẽ bị móp, và tôi sẽ lấy cái bi đây nhẹ. Anh em lưu ý nhé, tôi là một người gì, người thực việc thực, là một người thợ đương làm nghề giống như các bạn, không có móp một tí nào. Vì sao mà không móp? Vì các bạn đương đặt cái bạc bi này này, 6902 vừa khít mấy cái bạc đàn đũa này, thì hỏi các anh em có thể móp được không? Không bao giờ móp được. Và tôi sẽ lau chùi sạch sẽ cho anh em nhìn thấy. Đây, cái bi tôi đã lấy ra. Anh em nhìn thấy móp không nha? Quay từ từ người ạ. Nếu anh em nói là móp thì tôi đã nói rồi, tất cả những phụ tùng thì chúng tôi thay thế đi đến khách hàng, cho dù có bỏ đi chúng tôi cần phải lấy xình gì lấy ra phải còn nguyên vẹn. Ở đây cái giá trị như tôi đã nói với các anh em, giá trị chúng ta cho nhau để gì? Chúng ta học hỏi để chúng ta làm cái nghề được phát triển tốt hơn. Còn trong cái câu lời nói tôi đã nói rồi, những cái vấn đề tôi chia sẻ hoặc là kể cả tôi viết cũng vậy thôi, chúng ta cần không cần phải vạch lá tìm sâu,
Có nghĩa chung nếu mà anh em nào đó tốt thì nói giúp cho tôi. Tối hôm qua là tôi nhìn thấy một cái bài viết khi tôi bị làm viết sai. Có nghĩa là trong cái lúc đó là con người ta là làm theo cảm ứng. Có những lúc chúng ta không nhìn thấy được. Có các anh em thì mình đã kêu là sai, mình đã sửa thì các anh em rút ra. Và tôi chỉ không thích những cái kênh người là gì vạch lá tìm sâu để hoài, và tôi đã nói rồi. Mà những cái người vô ơn là những người gì chúng tôi đã giúp từ mấy năm trước, nhưng mà cách khác của người ta, nhưng mà cách nhìn nhận để gì, để đưa một cái hình của tôi chụp vì sai chữ đó. Nhưng mà tôi nói rõ, khi mà tôi tự xóa thì anh em đó thì đừng bao giờ để đưa ra những cái xấu xí, những cái tại sao những cái điểm tốt của các bạn, những cái anh em không đưa lên, mà cứ vạch ra những cái chỗ xấu nhất, những cái chỗ mà người ta quên. Và hôm nay tôi cũng nói rõ luôn là vấn đề như vậy. Tôi đã nói là tôi đã sửa lại nhầm lẫn. Thì các bạn hãy nhìn một cái điều là gì, các bạn phải tế nhị một điều, các bạn hiểu một điều là bạn phải gỡ ra ngay. Và tôi rất là cảm ơn các anh em hôm qua là gỡ cái bài. Nhưng mà có những cái anh em thì để nguyên, làm như là họ muốn để hạ thấp bản thân tôi bằng cái cách viết, bằng cách viết sai thì phải. Nhưng ở đây tôi là một con người thực, việc thực, chả có gì để mà tôi sợ cả. Có nghĩa tôi chia sẻ với anh em bằng tất cả những tâm lòng, bằng những cái điều tôi đương có. Những người nói hay, điều hay ý đẹp, khi có khi nào họ trực tiếp về những cái ban bày hoặc những cách làm khoa học không? Hay là họ cũng chỉ đương đi học hỏi, học mót, rồi họ chỉ chủ yếu làm những cái cách nào đó thấy rồi, nhưng mà họ cũng đã biết, và họ chỉ chủ yếu tìm những cái cách cơ hội để triệt hạ những đối phương, triệt hạ mọi măng bằng mọi hình thức. À, đấy là một cái điều mà tại sao mà có nhiều anh em ở trên hội mạng xã hội, những anh em đương làm thợ không dám chia sẻ về những bàn bệnh, không dám chia sẻ về những cái cách nó nói. Có những anh em hiện nay thì nhiều khi trong câu viết những cái đó thì người ta cũng không có thể nắn nót, người ta chỉ nói bằng vấn đề là gì, thứ nhất là bằng tâm tư của người ta, hoặc là những cái bàn bệnh đó người ta nói có nghĩa mỗi một vùng miền ngôn từ lời đó nó sẽ là khác nhau. Tại sao chúng ta không thấu hiểu mà chúng ta cần phải gì vạch ra từng tí. À, mà tôi thấy những cái điều mà nó sai mà hôm qua nó comment một khúc về vấn đề. À, các anh em chẳng nói tốt một điều mà các anh em đưa ra những cái luận định, những cái điều. Tại sao tôi làm rất là nhiều điều gì, kể cả những cái khoan súng bê tông từ 3 năm về trước. Tại sao các anh em không chia sẻ những cái điều làm đúng? Có một cái câu viết sai mà lại anh em cứ vạch lá tìm sâu rồi đủ các kiểu rồi. Một đống ông cứ làm như là... Tôi ghét nhất là cái thể loại là khi lại cần bóc phốt tôi là một cái câu làm thầy mà cách nói lại. Và tôi sẽ ngày mai tôi sẽ... vấn đề đó. Khi tôi xóa mà không có con người mà không hiểu được tiếng người, tại sao cứ phải muốn gym người khác để mình đi lên? À, đấy là một cái cách con người hiện nay là rất là khó khăn về trong mọi khía cạnh. Và tôi phải xóa bài viết, nhưng mà chút xíu tôi sẽ nói đến cái em đó luôn. Em đấy ở miền Trung. Ở đây đừng có nghĩ vì một cái bài viết đấy mà gym người ta. Nhưng mà đối với tôi thì không. Đấy là anh em hãy hết sức thông cảm. Chúng ta chia sẻ nhau bằng tấm lòng, bằng những cái nghề nghiệp. Đó mới gọi là giá trị cao của người thợ. Chứ không phải là chúng ta thấy người ta chỉ sơ hở là nhảy vào vội vàng cao bàn phím rồi thì cạnh tranh. Tại vì bây giờ cái bản thân của ai cũng vậy thôi. Nên là chúng ta cần phải mang tính chất là xây dựng, chứ đừng mang một tính chất là cứ phải săn, cứ phải nhìn. Khi nào người ta sai là cơ hội đến ngay lập tức. Đấy là một cái khía cạnh của người xấu. Còn những người lương thiện, những người tốt là họ sẽ nhắn tin, họ nói là bạn ơi, có thể là bạn đừng ghi sai. Còn những cái người cơ hội, tôi lạ gì những người cơ hội, xong bắt đầu chụp lên trên đấy để cho cả ban dân tin lạ biết những điều tôi đương làm sai. Ở đây có nghĩa là tôi đương nói đúng, nhưng cách viết khi không nhìn nhận đến bị sai. Nên là cái bạn mà đương có cái vạch lá tìm sâu hiện nay thì đương rất là nhiều.
chỉ cần nhìn qua cái câu viết và nhìn qua cái câu chụp hình, và để lâu như vậy để cho mọi người comment đến, là tôi đã biết là cái thành phần này là thành phần bất thảo, thành phần không nghĩ đến cái thời điểm mình khó khăn. Tại sao người ta gọi là qua cầu rút ván rồi? Nên là anh em ạ, làm việc làm nghề chúng ta cần phải học hỏi. Tôi chưa bao giờ chê bai một anh em nào hết, và tôi cũng chỉ muốn để chia sẻ đến tất cả cái công việc hiện nay cho các bạn nhẹ nhàng hơn. Còn các bạn nhìn thấy tôi từ xưa đến giờ, tôi chia sẻ với anh em có khi nào tôi lợi dụng các anh em đâu. Các bạn thấy không, chuyện tôi phân phối những thiết bị xác định mã lỗi Motogen, các bạn mua ở đâu cũng được, nhưng các bạn mua bất kể nơi đâu tôi vẫn có thể hỗ trợ. Các bạn đương dùng thiết bị gì chuẩn đoán tôi vẫn hỗ trợ cho các bạn hết. Tôi đương bán như thiết bị Motogen, tôi đương bán những thiết bị như sừng trâu, cái máy D5. Nhưng các bạn, kể cả các bạn gặp cơm vấn đề trục trặc về kỹ thuật, tôi cũng đều hỗ trợ. Nhưng có điều tôi không dùng quen những cái sản phẩm đó, nên là cũng có thể hỗ trợ cho anh em rất khó khăn. Nhưng kết quả chúng tôi đi đến là gì? Kết quả bây giờ có rất là nhiều anh em đương coi video đây, có những cái kết quả nào tôi không thể nào hỗ trợ được anh em đến thành công không? Vâng, xin chào anh em. Để nói chuyện cái câu chuyện rất là vừa rồi tôi cũng mỗi ngày hôm qua thôi, chỉ có là một cái bạc đạn này thôi. Tôi chỉ vì sai được một từ, tôi cũng chẳng muốn nữa. Tại vì trong cái bản thân của chúng ta, giống như anh em thợ, có những lúc chúng ta viết xong cái là chúng ta đã đi đến kết quả. Nhưng mà lại là một số con người cứ ghi vào trong đấy, chụp lại cái hình, rồi xong thì có những anh em xóa đi ngay, nhắc cho tôi thôi. Nhưng mà vì hôm qua, tại sao? Vì tôi không có ngồi trên Facebook. Tôi cần hôm qua phải làm chế hỗ trợ cho anh em thợ để gắn một hệ thống khóa thông minh xím kỳ. Nên là buổi tối đó là tôi hôm qua là tôi không thể nào tôi nhìn được trên Facebook. Nên là tôi sự nhầm lẫn là có. Nhưng nếu là một người đàng hoàng, là một người anh em thợ, để gọi là không giật cơ hội để hạ thấp người khác, thì các bạn nhắn tin: à, anh bị sai cái câu này, anh sửa lại. Nhưng mà họ lại đưa lên rồi họ nhào vào họ để comment rồi thế này thế khác. Làm gì vậy? Chẳng nhẽ bây giờ cứ hạ người ta xuống để gì? Để mình đi lên, đúng không? Ở đây ai cũng có thể nói, không ai có thể là ăn hạt cơm thì các bạn không phải có rơi ra cơ mà. Chứ đâu phải là cái gì của người ta cũng là hoàn thiện. Hoàn thiện tôi làm ông thánh rồi, các bạn cũng đừng làm ông thánh rồi. Thế nên mà ở đây là chúng ta đừng làm một người thợ. Nên là chúng ta cần phải gì? Học hỏi lẫn nhau rất là nhiều. Tôi cũng giống như các bạn thôi. Tôi được may mắn ở cái gì? Tôi được may mắn là tôi có nằm ở trong vị thế đâm xe, và vị thế đẹp, đắc đạo. Thế là xe vào nhiều thì tay nghề tôi cũng có vào nhiều. Nhưng ở đây không phải là vấn đề các bạn nằm ở chỗ đắc đạo, mà các bạn không thay đổi lại bản thân. Thay đổi bản thân có nghĩa là gì? Thay đổi từ cách tư duy, từ cách làm, cách gì? Trang trí lại cửa hàng một cách chuyên nghiệp. Thì lúc đấy gì? Nguyên ở cái tầm mặt diện của cửa hàng đã thay đổi thì khách hàng sẽ tiệm này có vẻ là chuyên nghiệp đây, họ rất cao. Thì lúc đấy cái gì? Để cái khả năng của các bạn để tư vấn cho khách hàng, đầu tiên là mặt diện, cách nói chuyện của các bạn. Thì khách hàng đi vào thì bắt đầu các bạn mới nói chuyện như thế nào. Khi chúng ta đi đạt được cái kết quả để nói chuyện với khách hàng, tư vấn cho khách hàng, thì chúng ta có những gì? Thiết bị để chúng ta gì? Chúng ta chứng minh cho khách hàng. Và đến thứ ba nữa là gì? Các bạn nói phải đi đôi với thực hành, có nghĩa lúc đấy là tay nghề chúng ta mới cần đến vận dụng. Lúc đấy mới gọi là kinh nghiệm, kỹ thuật đứng hàng thứ ba, chứ không phải đứng hàng thứ nhất. Nên là tại sao bảo tiêu có những anh em đi làm nghề ở trong hãng hết, thì các bạn thấy rất là nhiều anh em nói vào: ui, cái anh đấy giỏi lắm, siêu lắm, tay nghề siêu lắm. Nhưng mà khi anh ấy mở tiệm thì lại thất bại, không bao giờ có khách. Vì sao? Vì các bạn làm ở trong đấy rất là siêu, có nghĩa là gì? Có những kỹ thuật người ta đương nhận xe rồi, các bạn ở trong đấy các bạn chỉ làm nghề thôi. Các bạn thao tác theo gì? Theo cái giấy báo để thay thế, để sửa chữa. Nhưng mà các bạn đấy giỏi có đi ra ngoài để gọi là làm nghề thôi. Các bạn đấy chỉ gì? Chỉ làm nghề. Nhưng mà các bạn đấy lại đương cho chữ tôi của tôi, có nghĩa là tôi đương giỏi, rất là giỏi, nên là khách hàng phải cần tôi. Nhưng với thời điểm kinh doanh hiện nay,
không thể đưa mục đích đó là tay nghề của bạn được. Chết ngắt. Cần phải có tư vấn cho khách hàng. Cần phải gì? Càng ngày càng đưa những cái thực tế. Cái thực tế có nghĩa là gì? Các bạn đang làm điều gì thì cần phải đưa ra cái điều đó để cho khách hàng nhìn thấy chúng ta thay thế, nhìn thấy chúng ta làm cách khoa học. À rồi, hôm nay mới có tiền mới đi cạo râu, các anh em ạ, cũng khổ lắm chứ không phải là không. Nên là mình ở đây chỉ nói cho, ở đây cũng chỉ muốn chia sẻ đến anh em một cách làm thiết thực nhất. Vì bản thân tôi thì cũng là một người thợ giống như các bạn. Tại sao mà tôi nói thật với các anh em? Vì chỉ có một những cái đối tượng xấu. Vì là đáng nghe là tôi cũng cần, nó mang ẩm ảnh hưởng lắm. Anh em thấy rồi, một đối tượng xấu thì nó sẽ làm cả xấu cả một cái cộng đồng xã hội. Thì trước kia tôi mỗi lần các anh em gọi đến là muốn để gì? Trực tiếp về sửa chữa cái ban bệnh đó. Nhưng chỉ có một thành sầm xấu nó kêu: à anh làm như vậy, nó chửi tôi trên trang mạng xã hội mà. Có thằng đó, một cái em đó, nó chửi tôi là một ngày ấy, rồi có mấy em còn làm người ta hùa mà, người ta mới nói tôi mà. Nó hùa một cái là nó kêu: ui giời, một ngày tôi làm cho hỗ trợ biết cho vài anh em. Thì hỏi mình mới hỏi với các bạn một điều: giả dụ chúng ta không có những cái video trực tiếp để cùng các anh em học hỏi thì làm sao mà nó lan tỏa ra lớn được? Lan tỏa lớn đây có nghĩa là gì? Giả dụ cũng một bàn bệnh đó, cùng anh em cùng hỗ trợ, tương trợ, thì các bạn sẽ biết được điều đó nhiều hơn. Rồi nói một câu, em đây nói một câu: trời ơi, ông là dìm người ta, khách hàng người ta coi ở đấy thì làm sao? Sao mà cuộc đời, sao mà người ta hay nghĩ vậy nhỉ? Nó kêu là dìm người thợ đó rồi quay cái cửa hàng của họ, rồi khách hàng ngồi đấy nhục thì sao? Trời ơi, đi học mà các bạn kêu là nhục. Cần hơn là các bạn đương bị vặt xe, khách hàng nó chửi các bạn mà các bạn không nhục, mà khi người khác hỗ trợ để sửa chữa giao xe cho khách hàng thì bạn lại nhục. Ủa, tôi không hiểu. Ở đây các anh em có hiểu không? Có nghĩa tại sao chúng ta đương bị cái xe vặt, khách hàng chửi: tại sao mày làm không được, giao xe cho anh chị để anh chị cần phải đi làm. Còn đến chửi biết bao nhiêu người: mày làm được không thì mày cắn vào cho tao, đi qua tiệm khác. Tại sao bác không, các bạn không nhục điều đó, mà các bạn nhục là người khác hỗ trợ? Mà cái em đấy nói là sao mà chửi tôi trên mạng, chửi tôi trên mạng. Thế là một lỗ là một cái bè phái đằng sau nó kêu: ôi giời, một ngày tôi hỗ trợ cho vài anh em tôi cũng chẳng đưa lên cái live stream, xin lỗi các anh em. Khi nào các bạn làm nhiều, các bạn đương làm điện tử, các bạn làm cơ khí, các bạn mới hỗ trợ được người ta. Còn cái bây giờ các bạn làm điện cơ khí mà các bạn đi hỗ trợ điện tử, xin đi, không có ông nào mà làm được. Nếu các bạn đương làm điện tử mà đi kêu đi hỗ trợ người đó cũng là điện tử mà các bạn người đấy dính về cơ khí, tôi lấy tục quỳ các anh em rồi, không anh em nào hỗ trợ được. Tại sao tôi có thể làm hỗ trợ được điều đó? Không phải vấn đề khi các anh em đừng bị cơ điện tử, mà tôi nói đi đến kiểm tra điện tử thì các bạn kiểm tra đến có ngày mốt vài ngày không được. Đây là thôi thì mình cũng qua một cái cách để chia sẻ với anh em. Có nghĩa là tôi đã từng hỗ trợ qua rất là nhiều anh em trong thời gian vừa qua. Không phải là để tôi kể, nhưng cái vấn đề tất cả cái bàn bệnh, chưa có cái bàn bệnh mà không thành công cả. Vì có nhiều anh em nói là có những người làm chuyên gia PSO rồi hỗ trợ cho các anh em rất nhiều để đăng ký những cái bảo mật. Nhưng mà tôi cũng chẳng cần vào nó ra. Có nghĩa là tôi cũng chỉ thời gian ngắn tôi vẫn có đi đến kết quả để làm được cái dòng xe đấy cho các bạn. Kể cả những khởi động ACG cho đến xin một tình. Ở đây là tôi người là người thực việc thực. Nhưng khi mà các anh em đấy kêu cho trực tiếp để cùng các anh em mà vào, tôi lại chuẩn sợ những cái thành phần đó bây giờ là tôi phải xóa đó. Vì nó thành phần đó nó rất là xấu. Người ta kêu con sâu để đổ dầu rồi canh về tất cả những ngành nghề thợ sửa chữa xe máy hiện nay. Tại sao chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau? Tại sao chúng ta không nâng lên một cái điều quan trọng nhất, cao quý của một cái thợ để đưa lên một cái hàng gì? Một cái hàng giống như là một người bác sĩ, một người kỹ thuật cao. Cứ bới ra nhau rồi tôi được cái gì? Tôi chia sẻ với anh em, tôi hỗ trợ anh em, tôi được cái gì? Tôi chả được cái gì của anh em cả. Có những cái thiết bị các bạn cần mua ở ngoài, tôi được cái gì đâu. Nhưng ở đây không phải là tôi muốn để hỗ trợ anh em tôi được cái gì. Tôi chỉ có một điều duy nhất. Bản thân tôi ngày xưa đương vị vặt rất là nhiều,
không có ai hỗ trợ tôi. Đến hôm nay tôi mới thấy là một điều, anh em đừng gặp sự cố mà khách hàng thì đương chửi, cái xe làm 4-5 ngày thì tại sao các bạn không để đến kết quả nhanh hơn để giao xe cho khách hàng, lấy tiền và thêm phần mình. Mà các bạn cứ sợ là khi quay đến trực tiếp cái gương mặt của các bạn là nhục mới trên mạng xã hội. Tôi nói thưa với các bạn một điều, các bạn sợ nhục nhất là gì? Là sợ cái thằng đối thủ bên cạnh thế này, những cái anh em mà làm nghề của các bạn đối diện thế này, các bạn không làm được thì gì, khách hàng nó mang qua đó đó. Còn ở trên cái trang mạng xã hội, ôi giời, giúp bạn được không? Các bạn cứ hay nghĩ sâu xa, à các bạn sợ bị quê ở trên mặt xã hội, các bạn đâu phải là những cái người mà khủng khiếp đâu mà cần gì phải ngại. Các bạn đi đến là cần gì? Cần kết quả giao xe cho khách hàng, cần thu tiền về, cần đừng để cho khách hàng nó phải dắt xe của mình đương sửa qua một cái tiệm đối thủ, qua một cái tiệm bên cạnh. Cái đó mới gọi là điều quan trọng. Chứ còn bây giờ các bạn mà sợ quay lên làm mình nhục, nhục ở đâu? Nhục những cái anh em cả xa cả nghìn cây số, 2000 cây số, làm cái gì mà phải như vậy? Tôi nói với anh em, nhiều anh em xe thì có những cái người mà nó dốc á, mà nó đương chửi rồi. Cái xe được có mấy cái xe, một ngày chỉ có 1-2 cái xe, xong để cả một đống cho những SEO lên trên. Tôi xin thưa các bạn, các bạn bây giờ một sửa một ngày một cái xe, một năm 2 cái xe được một ngày đi, 10 ngày các bạn được bao nhiêu xe? Người mà ngày bạn được có 20 cái xe, một tháng bạn được 60 cái xe, bạn được bao nhiêu cái kinh nghiệm? Chỉ mà một tháng của họ bằng cái kinh nghiệm của tôi có một ngày, mà họ vẫn cho họ là một người giỏi, mình cũng không hiểu. Nhưng cái đó là họ gì? Đừng nói dốc ở trên mạng rồi, xong nói ra cái gì cũng là khoa học. Để gì? Họ chỉ cao bàn phím, họ chỉ có bóc tách những cái người nào đương bị sơ hở. Nên là hôm nay mình đừng nói chuyện bằng vấn đề các anh em. Chúng ta cần là uy tín, cần chất lượng đến khách hàng, làm nhanh, giao xe cho khách hàng. Chứ bảo là các bạn sợ những anh em ở trên mạng này, anh em nào tốt, anh em nào đàng hoàng, chúng ta chơi. Còn anh em nào không đàng hoàng, khỏi chơi. Còn cái vấn đề ở đây là các bạn đương cạnh tranh ở những gì? Những cái cửa hàng đối diện của bạn, hoặc cách bạn 5 hoặc là 2-3 km. Bây giờ các bạn cứ sợ ở trên cái mạng xã hội. Cái mạng xã hội là gì? Một đống rác. Anh em chúng ta hiểu đúng thì hỗ trợ tương tác. Còn cái đống rác là những cái con người mà cứ gặp người ta nói sai, hoặc là cái điều dễ thế nào nó cứ cào bằng phím rồi nó, cái những cái thành phần đó bắt đầu nó vạch lá tìm sâu, nó vạch không điêu một cái gì, cái ngôn từ, cái chữ thôi, lét thôi cũng có thể là vạch ra để nó công bố lên, rồi nó nói để hạ những cái uy tín đó, để nâng tầm cao của họ. Nhưng cái đấy là sai lầm của những cái người đương suy nghĩ vậy. Hỗ trợ tương tác, nhìn ra điểm sai của họ mà mình, chúng ta đưa ra những cái điều, hoặc là chúng ta nhắn tin đến họ mới cảm ơn. Còn nhìn nhận, ghi nhận rồi đưa lên Facebook để cho mọi người comment thật nhiều để hạ, tôi chả có gì tôi phải hạ. Cũng như là bản thân tôi là gì, tôi với cả anh Tân Đương làm ở trung tâm đào tạo, có những cái câu comment mà tôi chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà tôi sắp tới tôi cũng phải vạch cái người đấy ra. Nó ghi là ôi trời ơi, nó đi hỗ trợ Trần Tân với Nguyễn Tuấn để nó bắn đồ. Cái cha đó, ông đó là, cái anh đó là một người lớn tuổi già. Tôi cũng đã chia sẻ và tôi cũng từng hỗ trợ, nhưng mà chả hiểu một con người mà những anh em khác chụp đến chứ tôi không biết nha. Tôi vẫn có một cái câu tôi đưa ra, tôi vẫn còn một cái hình ảnh đó. Có thể là anh em ấy đương coi video của tôi rất nhiều, học hỏi rất nhiều, nhưng mà họ vẫn có thể mở miệng ra họ nói được câu đó. Tôi nói với các bạn một điều, tôi bán một thiết bị. Tôi xin thưa với các anh em, tôi đường bán về cái gì? Những cái CKB, tôi bán những cái linh kiện cảm biến. Tôi là đường một người kỹ thuật. Tôi là một người kỹ thuật, tôi sẽ bán, tôi đương làm, tôi nghề. Tôi có thể hiểu rõ được điều đó và tôi có thể gì? Hỗ trợ cho các bạn. Các bạn đi mua đồ ở ngoài đúng không? Khi mà các bạn gặp sự cố, các bạn có giải quyết được hay không? Người ta giải quyết được các bạn hay không? Đó là sự khác nhau hoàn toàn.
Nên là nhiều khi các anh em đừng nghĩ là à, tôi lạm dụng, tôi chia sẻ, tôi bán đồ, nhưng mà tôi có bán đồ cao hơn các bạn không? Nhìn nhận khác nhau hoàn toàn. Ở đây tôi cũng chỉ chia sẻ cho các bạn một điều, khía cạnh chúng ta cho nhau bằng giá trị là gì? Bằng giá trị chia sẻ cách làm và cách phát triển, chứ đừng có vạch lá tìm sâu. Vì bản thân tôi đã nói rõ rồi, khi mà tôi đã cảm thấy điều tôi đang làm sai thì họ phải sửa lại sai, chứ không phải vấn đề là đưa ra một cái là cứ đưa cho tôi hạ bệ rồi đủ các kiểu. Bây giờ hỏi các anh em này, tôi làm, tôi có khi nào xin anh em một cái gì đâu. Nhưng mà nó lạ một điều là các anh em lại nghĩ à, tôi bán đồ tôi cũng phải muốn cái gì giá tốt nhất cho các anh em. Rồi xin cảm ơn anh Tuấn Nguyễn Thành. Thì làm gì, tôi cần phải hỗ trợ cho các bạn mọi cái khi các bạn gắn vào thay thế. Ở đây có nghĩa là gì? Trong mọi tình thế, có thể các bạn mua một cái CKB 3 gấu, nhưng mà các bạn có gắn, có thể đến trong cái tình thế các bạn ở nhà, các bạn có thể gắn vào dòng xe 4 gấu. Lúc đấy tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em. Chứ phải là các bạn chỉ cần một cái đó là phải đúng cái đó, kể cả cái bơm xăng. Nên là cái giá trị ở đây, chúng ta cần phải mua những cái lơi phụ tùng nào gì? Người ta phải có kỹ thuật chuyên môn, nó mới hỗ trợ, người ta mới hỗ trợ được cho bạn. Chứ không phải là các bạn mua cũng là một cái CKB mã này mã kia, bán cho em đúng cái mã này mã kia, thì các bạn mua đến 100 cái. Tại sao các bạn không mua một để người ta giá trị người ta đưa cho các bạn nhiều hơn? Bạn đâu phải có nhiều tiền, tôi vẫn nói như chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn không phải làm nghề nghiệp thì các bạn sẽ phải mua tất cả các mã mà các bạn cũng không có đủ tiền để mua. Ở đây tôi chỉ cần mua một, tôi bán một cho các anh em, nhưng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là gì? Gắn vào cho đủ các loại xe, chứ không phải là chúng ta chỉ đúng mã đó. Công nghệ, chúng ta đã làm nghề, các bạn đương làm nghề, quan trọng không sai kỹ thuật, quan trọng giáp vô là chuẩn, chính xác, xe chạy ngọt ngào ngon lành, cái đó mới gọi là điều quan trọng. Còn bây giờ là các bạn phải mua đúng mã, như giống là Novo 5, như cái bơm xăng Novo 5 là Novo 5, Novo 6 là Novo 6. Tại sao phải khổ vậy? Tại sao các bạn phải mua nhiều như vậy? Rồi xin cảm ơn chú Hoài Lam. Có nghĩa không phải mình bực, bực cho là gì? Khi mình đã ghi ra rõ là mình bị sai, mà anh em lại cần cố ý để comment thật nhiều, để làm gì? Nên là tôi không thích điều đó. Có nghĩa là ai cũng có thể là sai lầm. Rồi ok em. À xin phép anh em, con người ta cũng ai cũng có một cái tật hư tật xấu. Có nghĩa tôi cũng là một người đường nghiện thuốc. Nói chung là cái nghiện thuốc này nó không phải là nghiện, và theo thói quen. Nên là anh em hết sức thông cảm. Vì hôm nay cũng phải là gì, tôi có rất là nhiều cái để chia sẻ đến tiếp theo anh em. Thay dậy dây thắng, nhà mà tôi hứa với anh em rất là nhiều rồi. Thay dậy dây phanh trong vòng 30 giây là thay thế từ dây phanh cũ qua một, để một cái dây phanh mới. Là những dòng xe ga. Xe ga, có nghĩa là xe ga thì cũng tùy theo loại, chứ cũng phải là xe nào, hầu như là 80-90% là thay trong vòng cỡ tầm 30 giây. Có thể thay từ dây, cái gì, dây cũ qua dây mới. Còn cái chuyện mà gắn vào tôi chưa nói tới. À có chứ. À ngày nào đây, nói chung là anh em thì đương làm đây. Đấy à, tất cả anh em đương làm xe rất là nhiều chứ không phải không. Nhưng mà hôm nay thì nó không được nhiều. Chỗ tầm tôi thì phải tầm chút xíu buổi sáng rất đông người. Nhưng bây giờ mới rảnh, thế đâm ra là. Rồi xin chào em Tarot nha. Rồi ở đây có nghĩa là cái giá trị của mình đã nói rồi các anh em rồi. Tất cả mọi cái khi đi hỗ trợ các anh em trên mạng xã hội, cái ca nào mình cũng đi đến sự thành công. Có nghĩa là cái thành công đó nó không phải là nhanh hoặc là chậm, mà quan trọng phải đi đến kết quả. Đó là cái giá trị của mình muốn cho, muốn cùng chị anh em chia sẻ. Nhưng cái giá trị lớn nhất nữa là mình lại học được anh em ở rất là nhiều cái bàn bệnh đó mình chưa gặp phải. Ồ thế mới lại. Đâm ra là hôm qua là tôi đã học được nhiều, và chính vì những cái cho đi và cái nhận được của mình, đó là các em cho chúng ta được cái ban bệnh đó. À có nha em Phạm Trung Hiếu. Hiếu Phạm Trung có.
vậy à, ok em. Thôi anh em nào hết sức thông cảm, vâng sợ. Rồi có những anh em đã đến gọi điện thoại đến để hỗ trợ Lan Bay. Nhưng mà tôi thì cũng xin cảm ơn anh em. Những cái điều chia sẻ thì làm sao mà các bạn, cái giá trị các anh em phải lưu ý giúp tôi đó là gì? Cái điều quan trọng nhất của anh em là đừng để mất khách hàng qua mức đối thủ. Nên là bạn đừng có ngại là phải hỏi anh em ở trên mạng. Các bạn đừng ngại là chúng ta cần phải học hỏi ở trên đó. Các bạn chỉ cần có cái giá trị là gì? Là bạn phải giao xe cho khách hàng. Đừng để khách hàng lấy cái xe của chúng ta đương sửa để mang qua cho một tiệm khác. Đó mới gọi là cái sợ nhất. À đúng rồi em Phạm Mật, chính xác. Đấy là cái giá trị quan trọng nhất. Còn các bạn đừng có lo mà kêu trên mạng xã hội rồi nó kêu chê mình giỏi. Tôi cũng rất là giỏi. Rồi xin chào Lê Hoàng Minh. Xin chào tất cả anh em. Tôi cũng rất là giỏi nhưng mà nhờ tôi học hỏi cũng anh em rất nhiều. Lên tôi mới có gì? Có được nhiều cái kinh nghiệm. Rồi nhiều cái ban bệnh của các mọi vùng miền. Vùng biển có, vùng lạnh có. Mọi vùng miền, vùng cao cũng có. Vùng đất đỏ cũng có, cũng sẽ làm gì? Oxy hóa của những đường dây. Thì trên mọi tình tiết đấy chúng ta cần phải hiểu được tất cả những cái xe ở vùng miền đó. Thì chúng ta sẽ đi đến cái kết quả sửa chữa rất là nhanh. Nên thông điệp của tôi muốn gửi đến tất cả các anh em, các bạn đừng có ngại ngùng trên mạng xã hội để nghĩ rằng người khác kêu mình dở. Bạn phải sợ nhất là gì? Khi bạn làm không thành công cái xe của khách hàng đó mà khách hàng giáp lại mà mang qua đối thủ, những người xung quanh. Đó mới gọi là cái điều các bạn đừng sợ. Bạn sợ gì? Cái đó là sợ nhất là vừa mất khách lại mất cả tiền, mất cả đi uy tín. Còn các bạn lên trên mạng, các bạn hỏi người khác, người ta hỗ trợ bằng hình ảnh để cùng chia sẻ. Cái thông điệp của các bạn là gì? Cái thông điệp của các bạn là chia sẻ thêm các anh em tiếp theo. À đó là một cái điều quan trọng. Tiếp theo của tôi cũng muốn chủ yếu chia sẻ đến anh em, và cũng một cái thông điệp gửi đến tiếp theo các anh em. Còn tôi cũng đã vẫn là một người hỗ trợ. Tôi cũng đương là một người chuyển giao công nghệ về thiết bị xác định mã lỗi Motogen tại thành phố Hồ Chí Minh của Nikiti Auto. Thì đây, trên đây là chúng tôi sẽ có tất cả những thiết bị Motogen, Motobook, sách đào tạo. Thì qua năm sau chúng tôi sẽ mở cái lớp đầu tiên năm 2021. Thì tất cả anh em nào cần để đăng ký khóa học thì chúng tôi đã phải gì có những cái giấy, và chúng tôi sẽ gửi những cái tài liệu về để anh em tham khảo trước. Đây, tôi cũng là một người kinh doanh tất cả những cái linh kiện cảm biến đềm gì. Vì sao mà tôi có thể dám đương đầu để kinh doanh cái điều đấy? Các em, anh em đã thấy rõ, không phải ai cũng có thể là kinh doanh cái cảm biến, tất cả linh kiện cảm biến CKB, SM. Không phải như vậy đâu anh em. Rất là đau đầu. Có nghĩa là chúng ta cần phải gì? Bán cho anh em, cần phải hỗ trợ cho anh em đi đến kết quả. Không phải là vấn đề là mua đi, còn chuyện có làm được hay không thì các bạn đành chịu. Còn đây, ở đây là tôi là gì? Tôi sẽ chia sẻ. Ủa vậy? Chết rồi, đứng về chút nữa chú coi lại nha con. Thì chắc có lẽ là cỡ gửi rồi, nhưng mà không biết có lại sự nhầm lẫn không. Thì ở đây có nghĩa là gì? Khi tôi bán cho tất cả anh em về linh kiện, những cái thiết bị điện tử, là hầu như tôi hỗ trợ cho các bạn là 99% để đi đến kết quả. Các bạn mua một, các bạn gắn vào nhiều xe. Nên là một người bán kinh doanh điện tử, các bạn đã thấy rồi, một cái kim phun hiện nay thôi, có nhiều anh em đi mua ở ngoài đó, một cái kim phun lỗi thôi mà làm cho vật vã các anh em rất là nhiều. Người bán đồ đấy cũng không thể biết để giải quyết cho các bạn. Và tôi đã gặp về kể cả các anh em đừng có thiết bị. Vì sao mà tôi có thể, như các anh em đã thấy rõ, tôi chia sẻ cho các bạn bằng trên cái xe thực tế của khách hàng, đơn vị hư hỏng từ đầu cho đến cuối, với mức độ tôi cùng với các anh em phân tích. Nhưng mà các bạn nhìn thấy thì đơn giản, nhưng không phải đơn giản đâu. Trong một quá trình tôi cần phải làm việc là nhiều, làm kể cả ban ngày cho đến ban đêm chúng tôi vẫn phải làm, tôi vẫn phải học hỏi, tôi mới đi đến được cái kết quả tốt như vậy. Nhìn các bạn cứ kêu là phân tích dễ, xin lỗi các bạn, có những anh em tôi không mong muốn. Các bạn chỉ lúc nào cũng đưa lên trên Facebook là đơn giản lắm, nhìn cái thông số biết. Xin lỗi các bạn, tôi nhìn kỹ vào cái thông số của các bạn đó, chỉ là giao xe cho khách hàng nhưng không đạt được một ở mức độ tỷ lệ hoặc kỹ đạt chuẩn. Đó là một cái sự sai. Nhưng mà các anh em cứ muốn đưa lên để cho là ghê gớm, nhưng mà không phải anh em.
nên là chúng ta cần phải làm cho một cái cách khoa học nhất giao xe cho khách hàng. Tại sao chúng ta càng đông khách lên, đó là sự thành công của bạn. Tôi xin chào tất cả các anh em, chúc anh em một ngày thứ ba làm việc luôn luôn vui vẻ và hiệu quả. Mình sẽ luôn tương tác với các bạn. Nếu anh em nào có nhận ý, có những cái bàn bệnh, có nghĩa ở đây chúng ta cần gì là tương tác lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Có những lúc tôi không thể nào giải quyết được bàn bệnh đó, nhưng anh em lại cho tôi được cái giá trị cái bàn bệnh đó đương bị hư hỏng. Chứ tôi không phải là một người là để hỗ trợ các anh em phải đạt được mục đích đó. Nên là ở đây chúng ta cần phải có cái giá trị cho nhau, chia sẻ với nhau trên cuộc sống này, để chúng ta mỗi một ngày chuyên đi đến chuyên nghiệp hơn, kỹ thuật cao hơn. Và chúng ta cần phải thực hiện đưa tiếp theo để cho khách hàng biết rằng các bạn đương làm một người kỹ sư, các bạn đương làm một người bác sĩ về sửa chữa xe. Có nghĩa là bác sĩ là điều đương nhiên đúng. Vì các bạn kết nối với chân thiết bị không giờ vào xe khách hàng, mà các bạn có thể chuẩn đoán, phân tích dữ liệu, hao bao nhiêu phần trăm tỷ lệ hòa khí, hao bao nhiêu phần trăm nhiên liệu bên trên, đó mới gọi là cái giá trị cao nhất. Còn bây giờ các bạn có làm cái điều gì kỳ diệu đi chăng nữa thì không thiết thực đến khách hàng. Thôi xin chào tất cả anh em.